Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngày 12 tháng 9, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tàu rời thủ đô Bình Nhưỡng để thăm Nga. Đi cùng ông Kim có các quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên và quân đội Triều Tiên. Theo hãng BBC, ông Kim Jong-un sẽ mất khoảng 20 giờ để hoàn thành chuyến đi dài 1.180 km. Đoàn tàu di chuyển chậm chạp vì nó được bọc thép dày và do hệ thống đường sắt đã tồn tại từ lâu. Đoàn tàu được đặt tên là Taeyang-ho, nghĩa là mặt trời, và biểu tượng liên quan tới nhà lãnh đạo sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành. Truyền thống di chuyển đường dài bằng tàu hỏa được ông Kim Nhật Thành, ông của Kim Jong-un khởi xướng. Việc di chuyển bằng tàu hỏa được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Các nhân viên an ninh sẽ kiểm tra các tuyến đường và nhà ga từ trước để xem có mối đe dọa nào không. Cha ông Kim Jong-un là Kim Jong-il cũng thường xuyên di chuyển đường dài bằng tàu hỏa. Ông Kim Jong-un được cho là không sợ di chuyển bằng máy bay như cha mình vì từng tới Nga bằng máy bay riêng. Tuy nhiên, trong lần gặp Tổng thống Putin tại Vladivostok hồi 2019, ông Kim Jong-un đã đi tàu. Trong chuyến đi lần này, đoàn tàu chở người đứng đầu Triều Tiên khởi hành từ Bình Nhưỡng, đi qua ga Tumangan ở biên giới Nga. Do từng đi học ở Thụy Sĩ nên ông Kim Jong-un không hề xa lạ với việc đi lại bằng máy bay. Tháng 5 2018, ông thực hiện chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền. Đó là chuyến đi tới Đại Liên của Trung Quốc để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chiếc máy bay ông Kim Jong-un sử dụng để tới Trung Quốc là Il-62 tầm xa do Liên Xô sản xuất. Truyền thông phương Tây và Hàn Quốc cũng cho rằng ông Kim Jong-un trước đó đã dùng máy bay riêng để di chuyển trong nước. Trang web NK News chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên cho biết, người dân địa phương gọi nó là Chamae-1, là tên một loài chim ở nước này. Chiếc Chamae-1 thu hút sự chú ý của công chúng khi nó đưa đoàn thể thao Triều Tiên tới Hàn Quốc dự Thế vận hội mùa đông năm 2018. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin, chuyến bay sử dụng số nhận dạng BRK-615 có thể liên quan tuyên bố chung Bắc Nam ngày 15 tháng 6 2000 mà Hàn Quốc và Triều Tiên ký kết. Trước đó vào tháng 3 2018, ông Kim Jong-un tới thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bằng tàu hỏa nhưng sử dụng chiếc xe cá nhân Mercedes-Benz S-Class để di chuyển trong thành phố này. Nhật báo Chon-an Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, ô tô được đưa lên tàu hỏa và đưa sang Trung Quốc để phục vụ việc đi lại của ông Kim Jong-un. Chiếc Mercedes trên sản xuất năm 2010 có giá khoảng 2 tỷ won. Phương tiện này đã thu hút sự chú ý của công chúng khi nó chở ông Kim Jong-un qua biên giới với các vệ sĩ chạy bên cạnh để tới dự hội nghị thượng đỉnh Liên Triều năm 2018. Ngày 12 tháng 9, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng đoàn tàu chở lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi vào lãnh thổ Nga và ông Kim chuẩn bị có cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin. Theo đài RT, tờ RIA Novosti đưa tin tàu của ông Kim đã vượt sông Radonezhda, tiến gần đến thành phố Vladivostok, Nga. Tổng thống Putin hiện đang ở thành phố Vladivostok để tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông IIF 2023. Bình luận về chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Triều, ông Peskov không nêu rõ sự kiện sẽ diễn ra ở đâu, nhưng cho biết ông Putin và ông Kim sẽ hội đàm với cả phái đoàn Nga và Triều Tiên, và nếu cần thiết, hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm riêng. Ông Peskov nói thêm rằng sẽ có một bữa tiệc chính thức để chào mừng ông Kim, nhưng không có cuộc họp báo nào theo kế hoạch. Người phát ngôn lưu ý rằng hai lãnh đạo sẽ tập trung bàn một số vấn đề nhạy cảm, cũng như hợp tác kinh tế, văn hóa song phương và tình hình chung trong khu vực. Các quan chức cấp cao của Nga cho biết Tổng thống Putin đã đích thân cử họ đến để chào đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cho biết chính phủ và người dân Nga đang cố gắng hết sức để dành cho nhà lãnh đạo Triều Tiên sự hiếu khách chân thành nhất. Hy vọng chuyến thăm của ông sẽ có ý nghĩa quan trọng, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết. Theo KCNA, trong chia sẻ của mình, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ vui mừng được thăm lại Nga sau 4 năm kể từ chuyến thăm vào năm 2019. Ông nhấn mạnh đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của mình hậu đại dịch COVID-19. Đây là sự thể hiện rõ ràng cho lập trường của Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ Triều Tiên ưu tiên tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Triều Tiên-Nga, KCNA khẳng định. Trước đó vào đầu tháng, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức phương Tây đưa tin rằng ông Kim muốn thảo luận thêm với ông Putin về hợp tác quân sự. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko nói rằng không loại trừ khả năng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo của Nga cho Triều Tiên. Trong một tuyên bố ngày 11 tháng 9, Điện Kremlin cho biết
Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Nga trong những ngày tới, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, từ trước đến nay, Nga và Triều Tiên vẫn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, tôn trọng lẫn nhau và đã các cuộc gặp tiếp xúc diễn ra ở nhiều cấp khác nhau. Những hình ảnh do KCNA đăng tải cho thấy, trước lúc đoàn tàu khởi hành, các quan chức và người dân ra nhà ga tiễn lãnh đạo Triều Tiên và gửi gắm tới ông Kim lời chúc sức khỏe và có một chuyến công du thành công tốt đẹp. Dự kiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Putin trong chuyến thăm Nga. Tuy nhiên, hiện chi tiết về thời gian và địa điểm chuyến thăm chưa được công bố. Trước đó, thông tin về chuyến công du của ông Kim Jong-un đã được truyền thông Hàn Quốc dẫn lời các quan chức chính phủ đưa tin. Theo hãng thông tấn Yonhap, một quan chức chính phủ Hàn Quốc tiết lộ rằng chuyến tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dường như đã khởi hành đến Vladivostok, nước Nga. Vladivostok nằm cách biên giới với Triều Tiên 130 km. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho rằng Chủ tịch Kim và Tổng thống Putin có khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh bên lề diễn đàn kinh tế ở Vladivostok trong tuần này. Vào tuần trước, tờ The New York Times đưa tin Chủ tịch Triều Tiên dự kiến tới Vladivostok có thể bằng tàu bọc thép trong tháng này. Lần cuối cùng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau là vào tháng 4, 2019 tại Vladivostok. Đây cũng là công du nước ngoài đầu tiên của ông Kim sau gần 4 năm rưỡi và là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Thông tin về cuộc gặp tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên đã được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách tăng cường quan hệ quân sự với Moscow, khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang thúc đẩy hợp tác an ninh sau hội nghị thượng đỉnh ba bên tại trại David vào tháng 8. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát, Triều Tiên đã củng cố mối quan hệ chặt chẽ với Nga, công khai ủng hộ Moscow trong các tuyên bố cũng như tại Liên Hợp Quốc. Theo Bình Nhưỡng, chính sách bá quyền và độc đoán của Mỹ, phương Tây là nguyên nhân dẫn đến chiến sự. Mỹ cũng không ít lần lên tiếng cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí cho Nga. Tuy nhiên, cả Moscow và Bình Nhưỡng đều bác bỏ thông tin này. Trong thông điệp chúc mừng ông Putin nhân ngày chiến thắng 9 tháng 5, lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ tin tưởng Nga sẽ xóa bỏ mọi mối đe dọa từ thế lực thù địch, đập tan mọi thách thức và giành thắng lợi trên con đường đảm bảo chủ quyền, tự tôn của đất nước và sự ổn định của khu vực. Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân ngày Quốc khánh Nga 12 tháng 6, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói rằng công lý chắc chắn sẽ chiến thắng và người dân Nga sẽ tiếp tục ghi dấu thêm vinh quang vào lịch sử chiến thắng. Theo ông Kim Jong-un, quan hệ hữu nghị giữa Triều Tiên và Nga là tài sản chiến lược quý giá và đất nước ông sẽ nỗ lực không ngừng phát triển mối quan hệ hợp tác đó. Ông cũng kêu gọi hợp tác chiến lược chặt chẽ hơn với Moscow. Ông Kim Jong-un khẳng định việc siết chặt tay với Tổng thống Nga là phù hợp với mong muốn chung của nhân dân hai nước nhằm hoàn thành mục tiêu lớn là xây dựng đất nước hùng cường. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!